Đây này cả nhà bây giờ Nhi đã gáp cái áo cổ tròn canh sọc này cả nhà Đó, Bây giờ Nhi sẽ quay sát cả nhà xem cái cổ áo nha Cái này là Nhi mới gáp cổ áo với cái dai thôi nha Chưa gắp tay, chưa gắp sườn gì hết Đó, Đây là cổ áo nè cả nhà Cổ áo rất là đẹp luôn Thấy không cả nhà Đó, Ở đây Nhi có viền nha Ở đây có may viền Đây may mai viền nha, mấy điều ghê luôn đẹp lắm. ở đây là to bản với cổ nha. Đó vòng cổ rất là tròn luôn hết cả nhà đó Bây giờ nhi sẽ bắt đầu nhi gắp chữ n vô dưới ca tay vô nghe cả nhà đó, cái nhà nhi đã gắp chữ n vô rồi nè cái nhà đó chữ n đây rất là đẹp luôn đó. chữ n đây là cái cổ cái nhà sọc này rất là đẹp luôn đó nhà ơi sọc này mặt trắng lắm đẹp lắm luôn đây như diễu ly Cái chữ en đây em cả nhà đây là hai cái tay này cả nhà ơi hai cái tay như mới vừa mai cái la tay xong đây đây như để một bên là bề trái một bên là bề phải bên đây là bề phải nè như dàn ly rồi nè đó như dàn ly một phần tư nè hai kim đó còn bên đây là bề trái nè bề trái nè cả nhà đó thấy không Nhi diễn hai đường luôn thấy không Bên đây Nhi cũng diễn hai đường luôn nè. Đây trên đây một đường, đây một đường. Nhớ cái nha. Đó. Đây là cái le tay đó. Bây giờ Nhi sẽ ráp tay vô nha. Đây là sau khi Nhi cho tay vô rồi cả nhà. Các cả nhà nhìn bên đây, bên đây nè, cái sọc phải không? Cái sọc này nè, cái lằn đen này với lằn đen của cái tay với cái thân là bằng nhau. Còn bên đây cũng vậy. Bên đây thì Nhi cũng vậy luôn nè. Đó, hai bên bằng nhau luôn cả nhà may áo đẹp hay không là cái áo sọc có đẹp hay không là nhờ đâu sọc nha cái nhà từ đây lên đây hai bên đây cái từ cái mí đen này lên tới mí đen của cái tay này hai bên cũng đều nhau hết luôn thấy không đó. cha tay nó tròn cái nhà ha đó cái nè cái dòng nách này cái nhà nhìn này nó tròn nè đó cái này là mặt sau nha rồi để nhi sẽ lặt cái mặt trước cả nhà xem nha rồi đây là mặt trước nè cái nhà mặt trước cũng vậy luôn mặt trước thì nhi cũng đau sọc luôn nè cả nhà đó từ cái mí tay của nhi đang dịnh nè từ cái mí sọc đen này qua sọc đen của tay nó cũng bằng nhau luôn ha à, giáp nhau luôn nha không lệch ha đó thấy không cả nhà còn bên đây cũng vậy bên đây cũng vậy luôn nha bên đây nhi cũng đau sát luôn ha đừng lằn đen của cái sọc đen này lằn đen sọc tay này bằng nhau rồi từ cái mí đen này lên cái mí trắng của cái sọc tay này cũng bên đây cũng vậy luôn hai bên đều nhau hết luôn cả nhà đó tay rất là tròn luôn À. mai áo sọc là phải quan trọng nhất là cái cái đầu sọc Đau sọc phải đẹp Đau nhau nó nó phải ngay sọc với nhau nó mới đẹp nha cả nhà đó. bên đây cũng vậy luôn Đau nhau là hay cả nhà sát luôn ha đầu sát gạt nhau luôn thấy không đó. đây cái cổ nè ờ, cái cổ rất là đẹp luôn như có mí viền nha đó mí viền nha cả nhà đây mí viền nha ở đây là phía sau nè phía sao như mấy điều ghê luôn á đẹp lắm nè cả nhà thấy không ừ điều hết trơn luôn tám ly luôn cả nhà đó đó là cái à, bán thành phẩm thôi nha bây giờ nhi sẽ ủi nách nè cái này là nhi chưa ủi nha cái này còn mới cha ra thôi mới mai ra thôi chứ chưa ủi đây cả nhà đây. sau khi nhi đã làm thành phẩm hơi trơn tất cả nguyên cái áo này cả nhà đó cái áo đó là sen lờ nha đây đó đây là cái like nè dài lên trên cái cổ nè, tay, đẹp không cả nhà? về để nhi treo móc đi cả nhà, như treo móc cho cả nhà xem nha. Đây giờ nhi đã treo móc rồi đây cả nhà, như đã treo móc rồi đây nhìn rất là đẹp luôn, thấy không cả nhà? Lai rất là ngang nha, cái lai áo nè này áo rất là ngang luôn, rất là đẹp. Hai bên sườn cũng thẳng và hai bên tay nè. Đó. Đây là cái cổ áo nè, đẹp lắm cả nhà ơi, cổ áo nè. À. À. Đây là tay áo nè. Ừ. Bên đây cũng là tay áo nè. Hôm nay Nhi sẽ ra một cái sản phẩm mới nữa đó cả nhà Mỗi ngày Nhi đều có sản phẩm mới Nhi ra Nhi bán đó cả nhà ơi Phải có sản phẩm mới mới, mới được Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha Bye bye nha